Đây là Gezebi, là bậc thầy của làng câu cá. Vì ông ấy chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ loại thủy quái nào. Lần này, ông ấy đang câu cá trong vùng hoang dã của Nam Phi và mục tiêu là một sinh vật nửa người nửa cá huyền thoại. Cách đây không lâu, một ngư dân tên Diga khi đang cắm trại bên bờ sông thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ dòng nước gần đó. Lần theo âm thanh, anh ta nhìn thấy một cô gái đang vùng vẫy trong nước. Không chút do dự, Diga nhảy xuống sông cứu người. Nhưng khi anh đến gần, mới nhận ra sinh vật đang vật lộn trong nước không phải là người, mà là một sinh vật nửa người nửa cá với làn da nhợt nhạt. Đôi mắt của nó còn phát ra ánh sáng đỏ ma quái. May mắn là Diga phản ứng kịp thời và bơi trở lại bờ, thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, cú sốc này đã khiến anh mắc bệnh tâm lý. Mặc dù câu chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng ông Gezemi vẫn quyết định đến Nam Phi để điều tra sự việc. Lần này, ông sử dụng phương pháp câu bằng việc tạo sóng trên mặt nước để thu hút các loại săn mồi. Nhanh chóng, ông câu được một con cá vực miệng lớn. Nhưng loài cá này không phù hợp với miêu tả về con quái vật nửa người nửa cá mà Diga đã gặp. Rõ ràng, con cá này không phải là sinh vật mà ông đang tìm kiếm. Sau đó, Gezemi đã câu cá trên vùng nước này trong vài giờ, không có sinh vật khả nghi nào khác được tìm thấy. Vì vậy, Gezemi tìm đến chị gái của Diga để tìm hiểu thêm. Cô kể lại rằng hôm đó, khi hai anh em đang nướng thịt bên bờ sông, Diga nghe thấy tiếng vùng vẫy trong nước và vội chạy đến. Còn khi cô chạy đến nơi, chỉ thấy em trai mình đang bơi hết sức để trở lại bờ. Cô cũng nhìn thấy sinh vật trắng nhợt nhạt mà Diga đã kể, với đôi mắt phát sáng đỏ kỳ lạ. Người dân địa phương cho rằng Diga đã gặp phải sinh vật mà họ gọi là người cá Caiman. Truyền thuyết về người cá đã tồn tại từ thời Hy Lạp cổ đại đến các câu chuyện dân gian thời Trung cổ. Nhưng Gezemi tin rằng mọi truyền thuyết đều có một gốc rễ thực tế. Đằng sau mỗi truyền thuyết đều có một sinh vật thật sự tồn tại. Gezemi tiếp tục tìm hiểu về người cá và được một cụ già trong làng cho biết, khu vực gần đập nước ở thượng nguồn là nơi người cá thường xuất hiện và đã từng bắt cóc các bé gái. Người dân ở đây coi người cá là sinh vật nguy hiểm nhất. Trên bức tường đá ở cổng làng, Gezemi còn thấy những hình vẽ về người cá có niên đại ít nhất 50.000 năm. Điều này cho thấy truyền thuyết về người cá đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa địa phương. Gezemi tiếp tục hành trình đến đập nước Giorgini. Đây là con đập lớn nhất Nam Phi. Đây là nơi lý tưởng để người cá ẩn náu. Ông đi ngược dòng qua khu bảo tồn động vật hoang dã và đến một vùng nước rộng. Động vật hai bờ đã thêm sức sống cho nơi đây. Đây cũng sẽ là nơi ẩn náu lý tưởng cho những kẻ săn mồi lớn. Quả nhiên, ông đã câu được một con cá hổ châu Phi. Đây là một loài cá săn mồi rất hung dữ, được gọi là cá piranha châu Phi. Tuy nhiên, nếu có một sinh vật khổng lồ như người cá, thì loài cá này cũng chỉ là con mồi. Sau một buổi chiều câu nhiều cá hổ, đến tối, hoạt động của chúng giảm dần. Để tăng hiệu quả, Gezemi quyết định mạo hiểm câu cá ban đêm. Nhưng suốt cả đêm chỉ câu được một con cá trê, hoàn toàn không giống với người cá trong truyền thuyết. Sáng hôm sau, Gezemi nghe về một vụ tấn công xảy ra ở bờ biển. Ba du khách đang lướt sóng trên bãi biển thì bị cá mập tấn công. Loài cá mập này là cá mập bò, có khả năng bơi vào nước ngọt. Trước đây, Gezemi đã từng câu được một con cá mập bò dài 3 mét ở bờ biển Nam Phi. Với bụng trắng của loài này, nó có thể phù hợp với mô tả về người cá, và chúng cũng có thể sống lâu trong nước ngọt. Thực sự là đối tượng đáng nghi ngờ nhất. Tuy nhiên, đôi mắt của cá mập bò có thể phát ra ánh sáng đỏ không? Gezemi tìm đến một nhà sinh vật học biển và được phép quan sát cá mập bò tại một bể cá. Ông dùng đèn liên tục chiếu vào mắt cá mập bò và quan sát cẩn thận. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông nhận thấy đôi mắt của chúng chỉ phản chiếu ánh sáng vàng và xanh lá, chứ không hề có ánh sáng đỏ. Do đó, nghi vấn về cá mập bò cũng bị loại bỏ. Trong lúc còn đang mông lung, Gezemi tìm thấy thông tin trên mạng về một loài cá tên là cốp. Loài cá này có vảy màu trắng, chiều dài có thể đạt tới 150 cm, và trong bóng tối, chúng trông giống như một cô gái da trắng. Quan trọng nhất, mắt của chúng cũng có một lớp màng phản chiếu ánh sáng đỏ. Vùng nước mà loài cá này sinh sống chính là con sông Berzit không xa nơi đó. Để tiết kiệm thời gian, Gezemi tìm một thuyền lớn để nhanh chóng đến con sông này. Dựa trên hướng dẫn trên mạng, Gezemi dùng mực làm mồi và còn khéo léo cắt mồi thành hình thù đặc biệt. Nếu ông ấy không câu cá cũng nhất định sẽ là một đầu bếp giỏi. Sau vài lần đổi điểm câu, cuối cùng một con cá lớn đã cắn câu. Gezemi vội vàng thu dây. Từ sức kéo của dây câu có thể cảm nhận được sức mạnh của con cá. Nó liên tục vùng vẫy trong nước, làm cần câu cong hẳn lại. Sau hơn 10 phút giằng co, con cá mới bị kéo lên thuyền. Đó chính là loài cá cốp, thường sống ở vùng nước biển hoặc cửa sông, đôi khi cũng xuất hiện ở vùng nước ngọt. Con cá này dài 150 cm, vảy trắng sáng lấp lánh trong bóng đêm, và đôi mắt nó có lớp màng phản chiếu ánh sáng đỏ. Đây chính là người cá mà Diga đã nhìn thấy vào đêm hôm đó. Quả thật, nhìn nhầm một con cá thành cô gái đuối nước là điều có thể xảy ra, nhất là khi bạn đã uống quá nhiều và không ăn chút gì để tỉnh táo.